trắng bay, những chiều không có em. Người yêu ơi, còn thấy nhớ gì hay không? Từ đây một mình đang sống kiếp cô đơn, âm thầm như những đêm không trăng sao. Đành sống kiếp cô đơn, âm thầm như những đêm không trăng sao. Đành sống kiếp cô đơn, âm thầm như những đêm không trăng sao. Chào mừng các bạn đã đến với kênh Thanh Hà Audio. Cái nguồn phát CD đến từ cái thương hiệu Tech thì đã được rất nhiều các bạn quan tâm và lựa chọn rồi, đúng không ạ? Một cái chất âm rất dày dặn, chi tiết và mộc mạc. Vì vậy mà đối với các bác hay nghe các cái dòng nhạc bolero hay là nhạc vàng, nhạc trữ tình, nhạc vocal hay là nhạc trịnh đi chăng nữa thì Tech sẽ đáp ứng được rất tốt các cái dòng nhạc đó, đúng không ạ? Thì nó giữ được đúng cái sự chi tiết cũng như là cái sự mộc mạc nguyên bản của một cái bài hát đấy, nó vốn mang trong mình, đúng không ạ? Đặc biệt được các bác ưa chuộng trong các cái dòng CD đến từ cái thương hiệu Tech thì phải kể đến là Tech 25XS, đúng không ạ? Ngoài cái giá trị về nhạc tính kể trên thì Tech 25XS còn được mệnh danh là một cái loại CD gọi là lồi đồng cối đá, đúng không ạ? Mắt thì rất trâu, rất là khỏe và cực kỳ là nặng, đúng không ạ? Thì cái Tech 25XS này thì nó có cái trọng lượng lên đến tận 23 cân cơ, đúng không ạ? Một cái chiếc CD mà có trọng lượng lên đến 23 cân thì chứng tỏ nó rất là nặng, đúng không ạ? Đảm bảo cho máy chạy được, nó không có bị rung, đúng không ạ? Đặc biệt là nó không bị rung thì những cái chiếc CD mà đảm bảo được cái chất âm cũng như là mượt mà nhất đấy thì nó phải đảm bảo được là trong cái quá trình sử dụng để hạn chế được tối đa cái sự rung lắc, đúng không ạ? Và cái chiếc CD 25 Tech 25XS này thì nó sử dụng cái bộ cơ ở đây là VRDS, đúng không ạ? Rất là có giá trị và nó cực kỳ bền ở trong cái quá trình sử dụng. Đấy, thì nó chạy rất là mượt mượt này, nó rất là êm. Và cái bộ cơ VRDS này đấy thì hiện tại thì lại được tiếp tục là cái hãng Esoteric tiếp tục là phát triển, đúng không ạ? Và hiện nay thì được lắp đặt hầu hết ở trên các cái CD high-end, CD cao cấp của hãng Esoteric. Thì Esoteric là một cái thương hiệu mà trực thuộc của cái hãng Tech này các bác nhá. Và cái điều đặc biệt thì em thích nhất ở trên cái đầu Tech 25XS này là ngoài cái khả năng chơi CD ra thì máy còn được tích hợp thêm cả cái bộ phận giải mã nữa cơ, đúng không ạ? Thì nó sẽ giúp cho các bác thay đổi nguồn nhạc một cách rất là dễ dàng, đúng không ạ? Thay đổi chất âm ở trong cái quá trình sử dụng khi mà cái nguồn nhạc của bác, nguồn nhạc ở trong nhà, đúng không ạ, nó chưa đáp ứng được thì các bác sẽ có thể là giải mã ở trên Smart TV xuống là dùng luôn, đúng không ạ? Khi mà cái thị trường nhạc số nó đang phát triển như hiện nay thì cái việc được trang bị thêm DAC thì nó sẽ giúp cho người chơi mình tiết kiệm được rất là nhiều, đúng không ạ? Tiết kiệm một khoản khá lớn khi mà các bác không phải đầu tư thêm để đầu tư vào DAC, đúng không ạ? Nó rất là tiện ở trong cái quá trình sử dụng đấy ạ. Và em này thì với cái khả năng giải mã lên đến 20 bit cơ, đúng không ạ? Dùng chung cái bộ mạch điện với lại con Esoteric D3, đúng không ạ? Thì với những cái lý do kể trên thì chắc chắn là Tech 25XS nó sẽ đáp ứng được hoàn toàn cái nhu cầu về nguồn phát của các bác rồi, đúng không ạ? Và cái nhu cầu giải trí của các bác rồi. Đấy, thì nó không có lý do gì mà nó lại không hay mà lại có được nhiều người ta lựa chọn đến như vậy, đúng không ạ? Thì hiện nay thì các cái dòng Tech 25XS này thì cũng khá là bị lên giá đấy ạ. Thì như các bác đã thấy thì được hãng design với một cái form, đúng không ạ? Một cái form thì rất là vuông vức này. Mặt trước thì các bác cũng sẽ có là mặt phay nhôm này, sau đó thì được hãng sơn phủ alốt, đúng không ạ? Thì là một cái nó ngăn cho máy bị bạc màu cũng như là nó không bị oxy hóa và mang lại một cái cảm giác rất là sang trọng này, đúng không ạ? Rất là dịu mắt đấy, với một cái tông màu vàng chanh thì cực kỳ là tuyệt vời rồi. Và
TEC 25XS thì các bác cũng có thể là phối ghép được với các cái dòng âm ly bóng đen này các bạn, thì hay là các cái dòng âm ly của Acouphase thì sẽ khai thác được cái điểm mạnh của TEC này là một cái chất âm dày dẫn, chất âm ngọt ngào dày dẫn chi tiết, thì nó sẽ hợp lý hơn là các bác phối ghép với lại các cái đầu của Lacman nhé các bác nhé, các âm ly của Lacman. Thì hôm nay thì em có về được một máy màu vàng chanh, như các bạn đã thấy đây thì hình thức thì nó cũng còn đẹp xuất sắc rồi các bạn, nó cũng chỉ được 97-98% rồi các bạn. Đấy, máy màu vàng chanh rất là đẹp các bạn. Đấy, và bên trên này thì cũng có một vài các cái tính năng cơ bản này, thì cái bộ cơ này thì được đặt ở chính giữa con máy này, và hầu hết thì các cái dòng của TEC cũng như là Esoteric thì cái bộ cơ này thì đều được đặt ở chính giữa này, nó tạo lên được một cái sự cân xứng cũng như là cái sự hài hòa đúng không ạ. Và bên trên này thì các cái nút tinh chỉnh thì cũng đều được hãng hoàn thiện một cách rất là tỉ mỉ các bác nhá. Các bác nhìn thì nó đều thấy là ánh vàng nó rất là óng ánh, rất là đẹp đúng không ạ. Một vài các cái chức năng để cho các bác chỉnh, nhưng mà sẽ có là pause này, play này, open này đúng không ạ. Bên trên thì các bác sẽ có stop này, về bài, lấy bài này, thì cũng là một phần thôi, một phần là để cho các bác sử dụng được bền nhất đi đúng không ạ. Một phần để các bác sử dụng CD đúng cách và bền nhất, thì khi mà các bác cho ra đĩa coi nhá, khi mà máy nó đang chạy như này đúng không ạ, mà các bác muốn cho ra đĩa thì các bác nên ấn cho em là cái chữ stop này đúng không ạ. Các bác ấn pause thì cái mắt nó vẫn đọc đúng không ạ, mắt vẫn đọc và cái đĩa nó vẫn xoay này, cái bàn xoay nó vẫn xoay, nhưng khi mà các bác ấn stop đấy thì nó mới là dừng hẳn, sau đó thì các bác tắt máy đi thì hoặc là cho đĩa ra thì nó sẽ rất là bền cho cái bộ cơ của các bác nhá. Đấy, ok. Mặt mũi thì rất đẹp và thùng vách thì cũng vậy, cũng đều còn zin nguyên bản các bác nhá. Đấy, đây là phía đằng sau đấy ạ. Đằng sau thì các bác cũng sẽ có là Aura qua RCA này hoặc là Aura qua ba lăng đúng không ạ. Đây là các cái cổng vào để các bác giải mã, thì cũng có là optical hay là coaxial để giải mã trên Smart TV xuống, và các phụ kiện đi kèm thì các bác cũng sẽ có là một cái remote zin này, một cái dây nguồn zin của cái hãng TEC này đúng không ạ, và Esoteric vùng chung. Đấy. Thì hiện tại thì em này về hàng với một cái mức giá là 33 triệu coi nhá. Các bác quan tâm về cái sản phẩm này thì cứ hãy liên hệ trực tiếp với em, nhắn tin qua Zalo hay qua fanpage thì em cũng được thôi. Vâng. Đấy, ok, một cái chiếc máy đẹp xuất sắc mà đã được rất nhiều người, rất nhiều các bác chơi cũng như là tin dùng rồi. Đấy, và sau đây thì em cũng xin được dừng cái video này tại đây. Cảm ơn các bác đã dành thời gian theo dõi video và chúc các bác nghe nhạc vui vẻ.